cùng khám phá một số tình huống thú vị có thể xảy ra ở trường học nhé. Vicky yêu dấu, cậu đang làm gì thế? Tớ có điều này muốn nói với cậu. Nhưng tớ đã yêu thầm cậu từ rất lâu. Cái gì? Để tớ nói hết đã. Tớ muốn tặng cậu cả thế giới. Cậu sẽ là cô gái hạnh phúc nhất. Đừng nói gì hết. Nhìn đằng sau kìa. Này anh bạn, cậu đang làm gì vậy? Có lẽ cậu nên nói chuyện với tớ. Bình đang ở đâu vậy? Cậu ấy đang giỡn hả trời? Em không biết. Lại đi nào em yêu. Thầy Johnson thật tuyệt. Thầy ấy thật thông minh và đẹp trai. Tụi mình sẽ là cặp đôi đẹp nhất. Jasmine, em đã làm xong bài tập về nhà chưa? Đưa thầy coi nào. Dạ xong rồi thầy ạ. À. Dạ, để thầy xem. Câu này sai, câu này cũng sai. Có vẻ như hình học không phải là sở trường của em nhỉ? Ồ không. Em xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng hơn. Xin chào anh chàng đẹp trai. Mình thật là tuyệt. Ôi, đôi mắt này, mái tóc lộng lẫy này. Làm sao mà mình có thể yêu ai khác ngoài bản thân chứ? Mình nên tự tạo niềm vui cho bản thân. À, nghĩ ra rồi. Thật ngọt ngào làm sao. Xong. Wow, là thư tình sao? Ôi, thật bất ngờ. Điều quan trọng, đây là sự thật. Mình thật tỏa sáng. Chào cậu. Đừng lại gần tới như vậy. Cho mình làm quen nhé. Không đâu, tạm biệt. Mình quá tuyệt so với họ. Jasmine xinh quá. Mình thật sự thích cô ấy. Làm sao để cô ấy nghĩ rằng mình cũng thích thể thao vậy? Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Robert, có vẻ như cậu nên gia nhập nhóm tụi mình. Cái gì? Không được nào. Cậu mặc đồng phục của bọn tớ đẹp lắm đây. À, cứu với. Giờ thì anh ấy biết cách nhìn lén rồi. Thật buồn cười. James, anh thật đẹp trai. Ồ, đừng như vậy mà. Và anh cũng rất vui tính nữa. Đây, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh bị sa thải. Ném thì lộ. Tụi mình nói đến câu nào rồi nhỉ? Em sa thải anh, tạm biệt. James, đợi em với. Cô ấy hoàn toàn phớt lờ mình. Nhưng mình biết mình đã làm gì rồi. Một lọ thuốc tình yêu. Và thành phần cuối cùng. Em cần thêm một phút nữa ạ. Cảm ơn cô. Tuyệt vời, giờ thuốc đã có. Mình chỉ cần đổ nó vào cà phê của cô ấy. À, đây rồi. Jacob, cô mang cho em một số mẫu thử mới. Ồ, cà phê hả?
thơm quá. Cô chỉ uống một ngụm thôi. Cảm giác lạ quá. Jacob, em thật dễ thương. Không, không ạ, em nghĩ mình đã đi ngay. Em giỏi quá em yêu. Cảm ơn anh. Yêu, chờ đã, đợi em một chút. Ồ không, lại vậy nữa. Anh cần phải làm sạch bản thân đã. Tại sao? Đứng lên nào. Nhưng anh không muốn. Đứng dậy mau lên. Rồi xoay người lại. Xong rồi, giờ thì hôn em đi. Hết hứng rồi. Anh sao vậy? Này. Rõ hơn rồi. Các cậu, tớ cần lấy đồ trong tủ. Anh thật vui tính, anh yêu. Tớ phải lấy sách giáo khoa. Vicky, Vicky. Này, đừng làm phiền bọn mình. Tay mình. Ôi, đôi uyên ương này. Đi ăn tối với anh hôm nay nhé. Ôi không, họ lại làm thế nữa. Tìm nơi khác để hôn nhau đi. Robert, Vicky, mau về chỗ ngồi. Cho anh hôn một cái nhé, người đẹp. Thật vậy luôn. Các em có thể bắt đầu làm bài rồi. Chào cậu Robert. Tớ cần không gian yên tĩnh để làm bài. Thôi nào. Hai em kia, thật mất mặt làm sao. Robert có việc quan trọng hơn phải làm, có phải vậy không em? Được rồi, mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Đừng làm vậy nữa. Bạn sẽ là của mình thôi. Em ấy đẹp trai quá. Mình thật sự phát ớn với điều này. Chào cậu Robert. Carol, cả cậu cũng vậy sao? Gọi cho tớ nhé. Ôi không. Nhiều thư tình quá. Wow, cô ấy xinh quá. Cô ấy thật đẹp. Đây, anh chị đi đâu vậy? Anh chị... Em yêu. Tặng em này. Cảm ơn anh yêu. Anh thật ngọt ngào. Coi như cậu giỏi. Cậu biết không, tớ rất hạnh phúc khi quen với Jasmine. Chúc mừng cậu nhé, chàng trai. Tớ thấy hoàn toàn tự do, có thể đi chơi với bất cứ ai. Và ăn những gì mình muốn. Cậu thật may mắn. Anh yêu, anh lại ăn mấy món này nữa hả? Nó không tốt cho sức khỏe đâu. Em có chuẩn bị yến mạch cho anh nè. Yum yum. Không. Yêu. Anh giỏi quá. Tự do giống vậy hả? Jasmine, em thật xinh đẹp. Cảm ơn anh yêu. Này, chờ tớ qua đây đi. Đây là chỗ của anh nè, anh yêu. Anh thật thông minh. Ồ, thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Đúng là mỗi người mỗi gu mà. Em yêu, tặng em bó hồng này nè. Wow, cảm ơn anh. Đúng là những gì em cần lúc này. Ngon tuyệt. Em đang ăn cánh hoa hả? Dạ, ngon lắm á. Anh thử đi. Ôi, những bông hồng đáng thương. Chúc em ngon miệng. Cảm ơn anh. Vicky, nghe anh nói này. Làm bạn gái anh nhé. Ồ, em không biết nữa. Vâng ạ. Hoan hô, cô ấy đồng ý rồi. Em yêu, cưới anh nhé. Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Không. Ôi không, Vicky, đợi đã. Nhưng tại sao chứ? Có lẽ nào cô ấy không thích chiếc nhẫn? Hãy chia sẻ câu chuyện tình lãng mạn của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Bạn có thích video của tụi mình không? Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Hẹn gặp lại!